À, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay theo sự hướng dẫn của gợi ý một số khán giả trên kênh Galaman nói là có cái cụ bán chuối chiên ở đường Thích Quảng Đức, hẻm 86 Thích Quảng Đức, phường 5 Phú Nhuận, dễ thương lắm. Dạ, mình hôm nay mình đi công chuyện, mình cũng tranh thủ mình ghé. Ở ngoài, dạ, ở ngoài bán có một món hả? Ngoài bán cái gì? Chuối chiên. Bán chuối chiên, khoai lang chiên. Ờ, chuối chiên, khoai lang chiên. Có hai món thôi. Ngoài có bán gì chiên nữa không? Vậy không có bán cái món gì hết. Rồi. Nấu rồi. Ồ, ngoại anh bao nhiêu tuổi? Ngoại? Dạ 85. 85 hả? Wow. Bán lâu lắm hả? Ngoại trời bữa thấy. Ngoại đâu biết con đâu phải không? Dạ. Ngoại đâu biết con đâu đúng không? Đâu có biết đâu. Đâu biết đâu. Tại trên quận 12 cái đường về đây ở đây thôi. À vậy hả? Thì bây giờ ngoại ở đâu? Đây. Nhà nào bự nhất là của tôi trên này, đây cái hẻm này thành vô. Nhà nào đâu? Nhà này hả? Nhà này bự vậy? À. Nhà nào bự nhất trong hẻm là nhà tôi hả? Nhà tôi nào bự nhất là nhà của tôi, mà em nhỏ nhất là của người ta. Rồi thường ngoại dọn ra bán mấy giờ ngoại? Thường thường là 1-2 giờ. À. Khi làm xuyên thì đi sớm, mà làm biến thì đi trễ chút. Dạ. Mày quá có một mình làm hoài. Ngoại này 86 tuổi. Hả? Ngoại 86 hả? À. Ngoại quê ở đâu? Tôi quê ở Quảng Ngãi. Ồ, quê Quảng Ngãi. Nhưng mà vô đây bao nhiêu năm rồi? Đi vô đây tôi đi hồng nó có 13 tuổi đến giờ. Trời đất. Có nhiêu? Có 73. Vậy là vô đây có 73 năm à? Dạ. Rồi ngoại vô đây từ nhà tôi là 13 tuổi, ngoại làm gì tới giờ? Mình đâu thì mình đi ở đỡ. Cái nào nó thiệt chứ đâu có giấu giếm gì. Rồi vậy hả? Mình ở đỡ được cái rồi mình đi học cái nghề này được cái là mình làm. À, nhưng mà ngoại bán này từ là từ năm mấy, ngoại nhiêu tuổi? Năm nay tôi bán năm không biết bao nhiêu năm, nhưng mà 21 năm rồi. Cái nghề của tôi là 21 năm. 21 năm. Vậy là năm ngoài lúc đó là ngoại mới có, vậy là 65 tuổi mới bán mới làm cái này. À. Trước đó ngoại làm gì? Lúc đó đi ở đợi cho họ. Rồi đó. Mình làm công. Rồi. Rồi ông ngoại còn không? Ông đã mất rồi. À ông ngoại mất rồi hả? Dạ. Vậy giờ ngoại ở với ai? Tôi ở mình với mấy đứa con đi thôi. Ồ. Nhưng mà ngoại ba đi bán cho vui hả? Hay là đi bán để tự... Trời ơi, bán là kiếm lùng gạo tối nấu thôi chứ ở đâu mà đi chơi. Tưởng bán nghệ sĩ chơi cho vui tới con cái. Ngoại có mấy đứa con? Dạ 4 đứa, 2 đứa con trai, 2 đứa con gái. À, giàu không? Hai đứa mấy đứa nghèo con ngoại? Nghèo lắm. Trời ơi. Vậy tôi cứ ở villa. Nghèo lắm hả? 4 đứa con mà đứa nào cũng nghèo hết hả? Dạ. Trời đất. Vậy là giờ ngoại phải tự làm này, ngoại tự lo. Ừ, mình tự lo. Ồ, ừ, bột này ngon chưa? Trời ơi, khoai lang chiên. Cái bột này nó ngọt không ngoại? Dạ. Nó cũng vừa ngọt mà vừa mặn có. Dạ. Rồi nhìn cái xe thấy thương không? Cái xe thiệt á. Bạc màu sương gió luôn. Gỗ này nó cũ ơi là cũ luôn. Rồi cái mấy cái nải chuối nữa. Bán là mua cái xe này liền đó. Dạ. Chứ mà ít đâu. Điều nó hư vỏ ruột rồi mình vỏ xe dùng xe. Mà xe này đẩy còn được không? Còn đẩy được không? Trời ơi, nhìn cái bảng nó đỉnh chưa? Trời ơi, cái, ai dễ cho ngoại bảng đẹp vậy? Dạ, cũng mấy cô đi quảng cáo dùm á. Chuối chiên, khoai lang, chuối nấu. À, bạn vẽ hạnh phúc. Ôi, cái bạn này cũng hay nè, bạn này hay vẽ. Nhiều nhân vật, cũng có nhiều nhân vật của tiếng rau lắm nè. Trời, dễ thương quá à. Hai cô con trai. Dạ. Hai cậu con trai. Dạ. Đi rồi về ra mua cái miếng bản đó về vẽ tự vẽ thấy. Ngoài bán làm sao? Ngoài bán làm sao? Chuối chiên ngoài bán làm sao mà khoai lang ngoài bán làm sao? Trái. Rồi 6.000 trái. 8.000 lạng. Sao ngoài cân được? Thế bây giờ mình biết làm sao? Thôi kia là bán có 6.000 đâu mà bây giờ đồ nó lên nữa. Thành ra mình phải bán. Tức là chuối chiên là 6.000 trái. Ừ. Còn khoai lang là
8.000 một lạng. Ngoại cười có duyên ghê ha. Nó đâu có nắng đâu ngoại bỏ nón ra đây cho đẹp gái không? Đẹp gái gì? Già rồi nữa. Tuổi già chắc đóng rồi mà còn đẹp gì nữa. Tuổi chắc đóng. Tuổi chắc đóng hả? Tới nói cho con xin chụp mấy tấm hình nha. Ờ. Chụp hình làm gì? Má bao giờ lên trai á. Trời. À, vô bán bao giờ làm cho trai luôn. Ồ. Ủa vậy là ngoại, ủa, chú anh này, chú bảo vệ chú nói là ngoại bán xong ngoại còn đi lụm dây chai nữa hả? Cái gì cũng lụm hay đó. Nó bán, rồi tôi lụm rồi cho bả luôn. Ồ, vậy hả? Tôi thấy giờ lụm giấy rồi. Chắc trong xóm này chắc người ta thương hả mà. Thấy nhiều mình thương có biên ngang rồi dùm cái gì thôi bỏ mình lụm thôi, còn mình không có ăn cắp của họ là được rồi. Ồ, nói câu rồi đỉnh chưa? Nhưng mà giờ ngoại ở trong nhà, nhà này nhà thuê hay là nhà của ông? Có cái trò tôi nhỏ lắm, có vừa để vừa cái giường thôi. Đây nè, cứ lại lên chồng, cứ chồng vô là thấy nhà đẹp hơn. Rồi đứng vào nhà coi rồi biết nhà. Cái nhà che miếng miếng tấm đông đó là chỗ để củi để bao rồi đó. À vậy hả? À. Ôi ôi. Vậy thôi. Vậy thôi. Để tôi có sao mình nói vậy không. Trời ơi. Hồi hai ông bà còn sống cũng ở bao nhiêu đó mà ông đi rồi là còn mình bà cũng ở bao nhiêu. À vậy là con cái ở riêng, con cái ở chỗ khác. Con cái ở riêng hết. Dạ. Là vậy rồi bà đây sớm hôm rồi ai lo? Lỡ mà bệnh lỡ bệnh hoạn rồi sao? Có thằng con trai, có thằng con trai nở kìa bên. Dạ. Nhưng mà bây giờ ổng cũng cẳng, ổng cày nhắc cũng bị xe đụng cày nhắc rồi. Trời đất, ngoại quê Quảng Ngãi mà ở quê đâu? Ở đâu? Huyện nào? Tôi ở huyện Tây Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Huyện gì? Tuy Nghĩa hả? Ờ, huyện Tuy Nghĩa. Huyện Tuy Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Huyện này là quát luôn, không biết luôn. Tôi ở ngoại hả? Bây giờ tôi để tôi ra, tôi ở ngoại mà. Ngoại bán thường, ngoại bán từ giờ tới mấy giờ? Hẹn mình hay sớm về sớm mà, bữa nào bán không, bữa nào sớm nhất là mấy giờ? Sớm nhất đó thì 5 giờ. Ừ, sớm nhất 5 giờ. À, mà còn ở bên nữa thì... Bán từ 1 giờ tới 5 giờ. À, còn thì bán được 4, 6, 7 giờ cũng có nè. Trời đất. Chứ đâu có phải... Mình có sao mình nói vậy à? Trời đất. Rồi ngày bán được nhiêu? Ngày bán được có ký bột hả? Không, trời đất, ít vậy sao? Ừ. Hồi kia... 500 ngàn không? Ngày mà... Không có. Hầu kia bán ong còn thì bán nuôi ong rồi ăn uống rồi ngày bán cũng lời được vài 300, bây giờ ít lắm. Giờ bán cả giống lẫn lời ngày được nhiêu ngoại? Cả giống lẫn lời chừng 400 thì mình cỡ lời mấy chục trăm, thôi. Mấy chục mà không tới 100 luôn hả? Ừ, không tới. Rồi sao vốn nhiều vậy? Thì giống nè, mình mua bột nè, rồi mình mua cái này cái kia về mình phải làm vô bán, chứ đâu mình bán mắt thứ. Mình bán mắt lên chút xíu để có lời. Thôi đừng bày hậu bán mắt là hồi bỏ hình gì hết á. Chứ sao giờ trời bán gì 400 ngàn mà lời có 50 thì sao bán gì trời. Chứ bây giờ đi làm gì? Trời ơi bán ngày có 50, tháng có 1.500.000 sao sống? Có một mình mà ăn không sống thôi chứ ai ăn nữa đâu. Trời đất. Rồi nào ai ngoại nói chuyện nghe thấy dễ quá, dễ ăn quá. Tôi bán cái này là 21 năm rồi. Hồi kia lời nhiều, bây giờ không có lời bao nhiêu hết. Hồi kia là lời ngày vậy cũng được. Nhưng mà bữa giờ thấy mấy bạn nó tới quay nhiều nhiều chắc ngoại cũng bán đắt hơn đúng không? Có đắt hơn không? Rồi thấy hôm nay lên báo nữa, thấy cái báo gì đó, báo gì mới đăng nè. Thấy báo pháp luật người mới đăng. À giờ thôi là cũng bao nhiêu thôi. Cái gì vậy là cái nhà trong đó là ngoài thuê? Nhà của tôi đó. Của tôi luôn, chỗ dữ vậy? Hồi cái đồng mã. Ừ. Cái đồng mã xong rồi tôi ra tôi dắt kiếm dắt mình tôi ra đó tôi ngủ. Ôi à, mà đó. Làm chuối, làm chuối nè. Ồ. Rồi, chiên chuối nha, đó, chuối này chuối sứ đàng hoàng, chuối chín luôn, đó, ra ngoài gọt nha.
xứ mà cái đu có tiền chuối gì đâu. Là một trái 6.000 hả? Dạ. Trời ơi, chuối ngoài thấy ngon quá. Rồi vậy cho con thử ăn trái chuối đây. Ăn trái chuối với ăn lạng khoai tây chiên, khoai lang chiên đi. Còn bảo đậu phộng luộc bán làm sao? Hả? Đậu phộng hả? Dạ. Đậu phộng. Có đó luộc chưa? Luộc rồi nhưng mà của con bạn nó gửi nó biểu bán 5.000 một lạng hay sao nó nói chú quay mẹ nữa. Trời ơi, bán cho mình chưa xong rồi còn đi bán giùm nữa. Kệ nó, họ có mà họ không bán được mình, họ gửi mình bán giùm. Trời ơi, làm ở ngoài tiếng rau ở khu vực này không biết là đây là hẻm 86 Thích Quảng Đức này, phường 5 quận Phú Nhuận này, không biết bán ở đâu luôn á thì các bà con mình. Giờ không biết đứng đâu bán luôn. Tôi đâu có bán đâu đâu. Tôi ra đến chỗ Hồng Chùa kia là thôi à, biết đến chiều tôi thấy cũng thánh xe vậy. Ngoài có đẩy không? Có đẩy đi ra bán không? Có đẩy đi. À vậy hả? Tính làm cho ngoài tập tiếng rau mà vậy sao làm vậy? Yeah, rồi chuối rồi. À rồi, lọt chuối ra hết. 6 trái chuối. Có gì đâu. Rồi cho gì hết. Rồi cho con lạng mới ăn trưa xong, trời biết để bụng. Thì từ từ ăn. Từ từ có ăn. Gì đâu. Mua này lát đi kiếm mấy cái chỗ nào có bi sệt làm chai nữa. Ok. Ngoài cười hả luôn. Chứ bây giờ không lẽ mấy chú nói tôi khóc. Cho anh em mình có vui tính gì ta mới tới mua giùm cho mình. Yeah, nói yeah. Sao nói vậy chứ không sợ gì hết. Này quay lấy cái này, quay mấy cái reel ngắn này. Đưa ra Hào Hào đó, edit lại. Quay cắt. Chứ tôi nhà ở con ngãi. Ồ nè, ngoài ép nè, ép nè, ôi này hay quá nè. Nè, chuẩn bị ép chuối nè, đó. À, kìa. Ăn tiền ở chỗ ép đó. Ăn tiền ở chỗ ép. Rồi thả vô, tiếp tục. Nãy giờ nói chuyện mà không biết tên ngoài, không biết ngoài thứ mấy luôn, tên gì ngoài? Dạ thưa ngoại. Gì? Ngoại tên gì thứ mấy? Tôi thứ hai. Rồi. Mà bà sớm nữa. Sớm tối rồi bà đó. À, ngoại hai sớm. À. Dạ, ngoại hai sớm. Trời, bởi đặt cái tên vậy bởi ba phải thức khuya dậy sớm rồi. Dạ, ông già tôi ông nói tao để đứa nào tao cũng không lắm được thôi, tao đặt mày sớm tối đi, tao nói dễ. Ăn bà đi hết rồi, còn mình tôi thôi. Ở ngoài quê còn ai không? Ngoài. Còn chứ, còn anh em tôi đông lắm. Dạ hả? Biết ông già tôi, ông đẻ tới 22 người con. Dạ yeah. Tôi là thứ hai lớn nhất đến thịt ra, nhưng nóng á. Sao để con làm cho? Không, dạ? Không có được. Sao không được? Nó dặn nóng. Có gì đâu, trời ơi mấy này. Rồi tiếp tục rồi trộn nữa. Hey, coi cái chú chiên ngoài mới đã đó. Rồi ai thèm không, ai thèm biết liền nha. Rồi một miếng. Bây giờ một ngày giờ con sẽ làm cho con bán hàng cho ngoại một buổi. Thấy không, bình thường ngoại bán ngoại lời 50.000, bữa con sẽ bán cho ngoại khoảng lời khoảng 20 triệu được không? Thôi, tôi sao thôi? Không thì làm thêm con bán thôi, con sẽ bán cho ngoại một tiếng đồng hồ. Chương trình tiếng rau 4.0, trời ơi đi làm đâu? Đi làm ở đâu? Dạ đi làm ở miền Tây rồi miền Đông rồi miền Trung. Mà ở Sài Gòn thì quá trời nhân vật hay luôn mà. Không làm. Mình làm mình ăn thôi. Không không, con làm một tập kỷ niệm cho ngoại. Cái nghề ở ngoài mà đúng không? kỷ niệm là kiếm ít tiền dưỡng già nghe không? Ông cháu tôi ông nói vậy nào, bà nội á mà cứ cho người ta chụp hình quay phim á mà mốt cái người ta bắt bà qua Mỹ ở luôn, bắt ông nội luôn, bắt qua Mỹ ở luôn hả? Ờ nó nói tôi vậy đó. Rồi ở bên Mỹ có ai bắt bà ở bển chiên chú chiên? Chú chiên ngoại hai sớm ở qua Mỹ luôn đi ngoại ơi. Rồi, qua bển trái chuối mình bán, ở đây mình bán 6.000 chứ qua bển mình bán là $6 đó.
6 đô là có 100, có 120 ngàn à. Gấp 20 lần. Nói chứ ở đâu quen đó. Đúng không? Vậy chứ giờ ngoại ở trong Sài Gòn quen, ngoại cũng đâu có muốn về ngoại ngoại ngãi nữa đâu. Đúng không? Có chứ. Bà con mình còn mấy mà. Ừ, còn không đủ hết á. Tôi nói bà ông già tôi ông để tới 21 người con lận. Tôi là thứ hai. Để dữ vậy trời. Ừ. Thiệt luôn hả? Ừ. Ngoại là thứ hai. Ừ. Là lớn nhất nhà luôn á. Ừ. Ôi, còn 20 đứa em nữa. Ba thứ ba là ba vô Sài Gòn, ba mới cháy từ năm ngoái đây. À, thứ ba là mới vô Sài Gòn, mới mất năm ngoái. Ừ. Ba có chồng, có con đàng hoàng, ba mới mất đây. Trời ơi, 21 đứa con. Dạ, ông già tôi, ông mới nói vậy nè. Sao mà tao đụng với má mày, cái má mày có bầu rồi. Để em bé quá trời, tao không biết nuôi sao. Đụng cái đẻ, đụng cái đẻ. Ờ. Bà đi ra ruộng, bà đẻ mà ruộng mà bà đi làm cỏ, bà đẻ anh bà cỏ, bà ớn bà quá. Vậy là đẻ ngoài ở đâu? Hả? Đẻ ngoài ở đâu? Ở ngoài ruộng không? À, đẻ tôi cũng ở ngoài bà ruộng, bà cắt lúa rồi bà lên bà đẻ luôn. Nói thật cái không phải xấu hổ gì hết. Có gì đâu xấu hổ, trời ơi trời. Có sao mình nói vậy? Đi đẻ ở đâu mình nói đó chứ coi. Ai... Nơi sinh. Ông già tôi, ông nay thôi. Bà ở nhà nghỉ bữa đi, rồi bà ngoại nói chuyện vui quá nha bà con, mình không có ý. Chứ không là lại bất công nói là mình là vô phép nha, con này cũng có nha. Tại ngoại nói chuyện vui, mình cũng hùa theo cho vui nha. Chứ nói dạ. Chuyện vui, ta mới ủng hộ mình dạ. Chứ nơi sinh bà ruộng, đó. Nơi sinh bà ruộng. Rồi cái ông già tôi, ông đi làm cỏ, ông đi ganh mạ đó. Dạ. Ông nghe bà đau bụng, nghe bà xanh khóc ue ue cái bà. Ông lật đặt chạy về, ông mượn cái giọng. Hai người nữa ra khiên về không mà. Dạ. Vậy xong rồi. Mấy đứa em cũng vậy. Thì cái này chắc đứng mà nói chuyện với ngoại tới chiều luôn vẫn được. Đó, ngoại hoạt ngôn quá trời luôn. Hết chuyện này chuyện kia luôn. Vậy nó vui. Hồi xưa ông ngoại quen với ông ngoại làm sao? Mình có giấu kiếm gì đâu. Không, hồi xưa ngoại quen với ông ngoại sao nè, quen đâu nè? Quen ở Sài Gòn. Ghê vậy? Là ông lúc đó ngoại nhiêu tuổi? Quan ngại. Lúc đó ngoại nhiêu tuổi mà ông? Hồi đó ông mới có 20, ông đi nghỉ vụ về đó. À. Rồi tôi thì đi làm. Đi làm công với họ đó. Dạ. Yeah. Ghê lắm. Nhưng mà gặp nhau ở đâu mà dính là hay vậy? Gặp ông đi nghỉ vụ, ông về ông thăm nhà ông. À, là rồi cái ông qua nhà mình. À, là cái nhà mình đang ở làm công nhà người ta hả? À, cái ông kêu. Tôi nói thôi tôi không ăn đâu. Người Trung mới người Trung nữa, khó ăn, khó làm. Nói là ông cười. Vậy là cùng quê luôn. Ồ. Lúc đó là ngoại nhiêu, 18 không? 18, 17 tuổi. Ồ, vậy là ông ngoại lúc đó là 20, mà ngoại 17, 18. Ồ. Bây giờ ổng đi rồi, ổng bỏ tôi một côi một mình đây. Mà đi cách đây mấy năm? Ổng đi hôm nay 18 năm rồi. Chắc lúc đầu buồn lắm ha ngoại ha. Ừ. Trời. Có hai ông bà thủ thủy sống hôn đúng không? Mà chứ đâu có chứ đâu có vui được. Yeah. Rồi thôi cho con lấy cho con mấy trái chuối đi. Mấy trái. Dạ. Có nhiều chiên sẵn nè con lấy đi. Rồi lấy con hết cái đó luôn đi. Chuối có ăn phai không? Dạ. Thôi lấy hết luôn đó. Đó lấy hết lấy đây này. Nào đâu? Lấy lại 5 trái luôn đi. 5 trái luôn hả? 5 trái luôn với lại hết cái dĩa đó luôn. Rồi còn lại lát ai tới sau thì mua sau. Để họ cũng chờ mình nè. Chứ bán thì mình phải chung vẻ. Dạ đúng rồi, thắc mắc quá người ta không có dòng. Thắc mắc quá. Đó, đâu nói vậy à. Tôi bán mình biết. Cái ngoài kỹ không, ngoài gấp không mà, chứ ngoài không có bóc tay luôn nha. Gấp tôi đàng hoàng chứ. Bỏ riêng luôn, rồi, cái bịch chuối chiên là riêng. Còn khoai lang chiên là riêng.
Nhưng mà ngoại cân ở đâu sao biết đâu mà biết chỗ đầu cân? Ồ, có ngoại cân luôn. Sắm cân bự lắm mà. Ồ, có cân luôn độc vậy ta. Wow. Con phụ ra. Rồi, ok. Đây là tôi được phước lắm. Đúng rồi, giàu phước. À. Để ấy, chụp hình quay phim không à. Dạ. Nửa ký. Rồi, nửa ký. Rồi, tổng. Rồi, tổng cộng nhiêu tiền con gửi nè. Vui quá. Để bỏ thêm lát này cho đẻ nằm đêm không ngủ. Rồi, cho con miếng nó con gặm thử đi. Đây, gặm thử đi. Trời ơi. Ôi, cái chừng nó nóng lắm nha. Nóng. Hồi nãy bóc bóc mùi không bóc 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 nóng. Nhỏ khói ăn là lớn luôn á. Khói ăn... Dành giả rồi, không có ăn được. Ngon quá. Ủa, cái khoai lang ngoài em lấy khoai lang gì mà nó ngọt quá vậy? Khoai lang Nhật nè. Tôi mua khoai cũng ngon bự xong rồi chứ tôi đâu có mua cái nhỏ đâu. Khoai lang Nhật luôn mọi người. Ngoài có xài điện thoại không? Điện thoại nghèo quá không có mua luôn. Vậy hả? Đúng là gọt tiếp nè. Đó, rồi, khoai lang. Mà gọt gọt sẵn cái vỏ, người ta gọt sẵn hả? Mình gọt cái vỏ đó mượt. Chứ đâu có phải để nó gọt cho mình túi xong đó. Rồi 86 tuổi. Nói chuyện vui chết luôn. Lấy cái gì lấy gì à? Rồi mà lấy đi, còn đứng đánh thủ con chiên cho. Chuối không con? Hả? Bao luôn, vô đây luôn, trời ơi, chuyện nhỏ. Trời đất ơi, mấy đứa này coi thường chú như vậy. Chẳng lẽ không bao nổi con trái chuối 6.000 bạc. Đúng ngoại. Rồi qua đây đi, qua đây chú bao nè. Không biết qua mấy hay gì, ăn đi ruộng mua khác. Hai rồi hai miếng chuyền đó đó chưa, ngoại thấy con mở hàng ok không? Chờ cái sáng đi, tôi đang chiên. Dạ, thôi chị lấy trước đi. Không, không có lấy trước. Không lấy trước hả? À, người nào mua trước lấy trước đúng không? Không luôn. Ra chị lấy của em đi. Này, để lại giờ để lại chị trái 10.000 thôi. Mua 6.000 để lại 10.000. Đây, lấy nha. Đây, đây, thôi, nói chứ, lấy đi. Hai miếng này cho nó 5 miếng nè. Chị lấy một miếng. Chia sẻ thôi. Chết chào mưa tới rồi, mưa tới rồi. Quanh. Rồi, tu. Rồi, coi như là tặng luôn. Tình thương, mến thương. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Rồi, bữa nào quay tiếng rau nha. Dạ. Lát cái xin số chị nha. Để liên hệ với ngoại chứ không biết làm sao liên hệ ngoại luôn. Rồi dạ quý vị khán giả thân mến, chắc là đây là cái video đầu tiên mình gặp ngoại. Và hy vọng là mình sẽ thuyết phục được ngoại tham gia một cái tập tiếng rau 4.0. Và như mình có duyên với Phú Nhuận thì sao á. Dạ hy vọng là giúp cho ngoại được khoảng chừng 20 triệu, 30 triệu để cho ngoại có ít tiền dưỡng già. Thấy ngoại nói ngày bán có kiếm được có 50.000, không tin được luôn á bà con mình. Dạ, hy vọng mình có duyên chứ hôm bữa là với cái bà cụ với ngoại bán cơm ở dưới Mỹ Tho là mình đã thất bại rồi. Dạ. Sao thất bại? Dạ tại ngoại đó, ngoại nó không cần. Không cần mà ngoại không làm. Ngoại yếu quá, ngoại làm không nổi. Bán cho cái bà là bán đồ ngủ á. Dạ. Trời mưa nãy mới ghê. Dạ. Trời ơi cái này mà ba chắc làm cho ngoại tập này mùa mưa nữa. Bán chuối chiên trong mưa chắc xỉu luôn quá.
chuyện sau nữa. Nhà mưa mà mưa bán đất. Nhưng mà giờ liên hệ ngoài sau nha. Rồi thôi con xin khép lại, Colorman xin khép lại video này tại đây. Nhà ngoại đang bán ở hẻm 86. 86 sườn 17 Thích Quảng Đức, phường 5 Phú Nhuận. Mọi người có thể đến đây ủng hộ ngoại trước. Còn Colorman hy vọng là mình sẽ có duyên để mình làm cho ngoại một tập tiếng rau ở tại Sài Gòn nữa. Và một lần nữa gặp lại bà con Phú Nhuận. Địa điểm bán chưa có người tài, chưa có người, chưa có chỗ, rất mong bà con cô bác nào nhà có cái vỉa hè lớn lớn giúp dùm. Tổng cộng nhiêu tiền ngoại nhớ không? Lâu dần mấy lần phai tôi quay rồi. Trời ơi, bán gì quên. Năm loại, năm năm lạng. Năm lạng. Là nhiêu tiền? Năm lần 8.40. Ừ. Đúng không? Cái kia là năm trái kia là 30 với 40 là 70. Ừ. Được chưa? Rồi. Rồi giờ con đưa ngoại 70 ha. Rồi con đưa ngoại ngoại khỏi thối nha. Không cái gì. Dạ. Rồi ăn chuối đâu ăn? Đây của con nè, đang gửi ngoài nè. Gì? Thôi không có tiền nấu đâu. Rồi khỏi thối, khỏi thối. Tặng ngoại luôn. Tặng ngoại uống cà phê giả. Nhưng mà còn mốt con sẽ làm cho ngoại tập một tập tiếng rau nha. À. Ngoại nhận lời nha. Kỷ niệm nha. Rồi. Hứa nha. Rồi. Chứ không giận luôn á. Ừ. Không, tôi cái gì cũng được hết á, không có đâu. Rồi, ngoại bữa đó ngoại chỉ cần làm chừng gấp 3 lần vậy thôi được rồi. Làm nổi không? À. Nổi khỏe. Khỏe. Chữ luôn. Đây đặt một ngày. Đặt một ngày rồi. Làm để sẵn luôn. 700 trái ta còn làm nổi. 700 trái hả? Rồi bữa đó bán 700 trái luôn. Chứ sao nữa? Chơi ha. Rồi vậy là đặt trước 700 trái luôn. Thôi bữa đó đặt 1000 trái luôn đi. Có gì bán hết ăn, bán không hết ăn luôn. Trời ơi, rồi 1000 trái luôn, bán kỷ lục cho ngoại luôn. Nói chơi vui chứ. Không không thiệt thiệt. Nói chơi mà làm thiệt nha ngoại. Dạ. Dạ làm thiệt đó, đó anh Bạch nói nè, chú Bạch. Chú Bạch là bảo vệ tổng phố. Ông bảo vệ căn phố. Ồ ở đây mà đứng đâu đài ở đây bán cũng được nè, người ta chạy vô cũng đông vui lắm á. Thì đúng rồi, giờ anh dạ anh. Mình xin phép thôi, mình xin phép ai cho mượn cái vỉa hè đứng bán à một cái tiếng đồng hồ. Rồi xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Rồi dạ. Yeah.